Thưa quý vị, tiếp sức đến trường hay chấp cánh ước mơ là những chương trình ý nghĩa của tổ chức đoàn đội trong đồng hành chăm lo cho các em thanh thiếu nhi trước thềm năm học mới. Được sự ủng hộ tiếp sức của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, qua mỗi năm chương trình có thêm nguồn lực giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ năm 2024, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh vận động hơn 500 triệu đồng để trao tặng hơn 120 phần quà và học bổng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Trung, huyện Châu Đức. Được các anh chị tặng cho cặp sách và đồ dùng học tập, thì vào năm học mới thì bố mẹ con không cần thêm gì nữa. Và con rất cảm ơn các anh chị đã trao cho con phần quà này ạ. Duy trì nhiều năm qua, cứ vào dịp tháng 8 trước thềm năm học mới, đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm trao tặng dụng cụ học tập, học bổng cho học sinh các địa bàn nông thôn. Năm nay, đoàn cơ sở Đài vận động được hơn 100 triệu đồng để trao tặng hơn 200 suất quà và xe đạp cho học sinh ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Ba mẹ con làm công việc trồng tiêu và gia đình con có một chiếc xe đạp cho chị con. Bây giờ con nhận được một chiếc xe đạp, con rất là vui, con cảm ơn các cô các chú nhiều. Triển khai mô hình rửa xe gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo từ giữa tháng 7 năm 2024 đến nay, đội hình tình nguyện tiếp sức đến trường của tỉnh đoàn đã thu về hơn 4 triệu đồng ủng hộ các em nhỏ đến trường năm học mới. Tụi em cũng sẵn sàng dầm mưa và dãi nắng để có thể hỗ trợ các em nhỏ đến trường. Khi tụi em thực hiện được một điều có ý nghĩa cho tất cả các em nhỏ cũng như là xã hội thì tụi em cảm thấy rất là vui. Từ tháng 7 năm 2024 đến nay, thông qua các chương trình Phường Việt Thanh Niên, các cấp đoàn hội đội trong tỉnh đã vận động trao tặng gần 1.500 suất học bổng, hơn 1.700 phần quà là dụng cụ học tập, sách giáo khoa, hơn 300 chiếc xe đạp, tổ chức cắt tóc miễn phí cho hơn 1.000 lượt học sinh, với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Rất là vui và xúc động khi thấy các em rất là vui khi nhận được những món quà, rất là tự hào khi đã giúp được một phần nhỏ cho các em trong việc học tập. Cắt tóc cũng như là hỗ trợ giúp cho các em đó là có những cái mái tóc đẹp để đến trường, để các bạn tự tin, cũng như là mang lại một cái ý nghĩa nhỏ, một cái động lực cho cuộc sống cho các bé nhỏ cũng như là các phụ huynh những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương này. Thì Biren cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Thì các cấp, các ngành cũng như các doanh nghiệp cũng đã chung tay với tổ chức đoàn thanh niên các cấp thực hiện các phần việc cũng như thực hiện trong cái chương trình tiếp sức đến trường, hỗ trợ các em học sinh từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, nhằm giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn được thêm niềm tin để đến trường. Những việc làm tuy nhỏ nhưng kịp thời ý nghĩa của tổ chức đoàn đội đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến lớp, đến trường, qua đó theo dệt ước mơ tốt đẹp trong tương lai.